chữ vô nghĩa, bài thứ hai là bố cục chữ có nghĩa, bài thứ ba là bài sáng tạo và bài thứ tư là bài tập ứng dụng. Với bài bố cục chữ vô nghĩa ấy, thì là các bạn sẽ sử dụng một nhóm những cái chữ mà nó không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà chúng ta sẽ phân vai cho nó. Phân vai ở đây nghĩa là gì? Phân vai ở đây nghĩa là ví dụ như em có một nhóm từ và em có thể lấy một một vài cái từ nào đấy để làm nhóm chính, còn những từ khác sẽ là nhóm phụ. Phân vai cho nó và sắp xếp cho nó ở các vị trí khác nhau. Sau đấy các bạn sẽ phối màu cho nó. Đó. Thì mục đích cái bài tập này ấy, nó sẽ rèn luyện cho các bạn cái cảm nhận về phối màu cho chữ, cảm nhận về cái cân bằng thị giác trong xây dựng bố cục đó, và tư duy chữ không đơn thuần là văn bản là chữ mà nó là một thành phần trong thiết kế và nó cũng giống như một ký hiệu hình ảnh đó. Và quan trọng nhất đối với cái bài này đấy là rèn luyện cảm nhận phối màu trong tổng quan chung. Về yêu cầu ấy thì cái bài này các bạn sẽ sử dụng tên của chính mình đấy, như là ngày tháng năm sinh hoặc là tên, và tên đấy không nhất thiết là cả cái cụm tên các bạn để làm nhóm chính đâu, các bạn có thể chọn một hai chữ cái cũng được đấy. Phối màu thì các bạn sẽ chọn một trong các cách thức mà chúng ta đã học trước đây, cô đã từng dạy đấy. Nó sẽ có các kiểu phối như phối tông nóng, tông lạnh, tông nóng kết hợp với lạnh theo hình thức trầm dựng rực, cô đã từng dạy các bạn rồi. Nếu các bạn vẫn còn kiểu quên kiến thức đấy, các bạn lên trang Ngan ấy đấy, trên cái trang đấy nó có vào mục hình ảnh ấy, nó có cái phần phối màu ấy, cô đã ghi rõ các dạng phối màu ở trên đấy rồi đấy. Nhưng mà cái phần này thì cô đã từng dạy các bạn rồi, dạy ở môn mỹ thuật cơ bản nhé. Đương nhiên khi xây dựng bố cục và khi mà phối màu thì chúng ta sẽ không được mắc những lỗi cơ bản đấy, và do là rèn luyện để phối màu nên các bạn không được phép sử dụng màu đen và màu trắng. Một số lỗi cơ bản như là không phân chia nhóm phụ này, nhóm chính nhóm phụ này, bố cục bị loãng này, bị kích này, bị thiếu lớp trung gian này, cắt hình vào nhau nhiều quá tạo cảm giác bài bị nát này, không có sự sao giao thoa ảnh hưởng nhau này. Dạng bài thứ hai đó là bài tập bố cục chữ có nghĩa. Cái dạng này tức là người ta sẽ đọc được cả một cái cụm từ mà các bạn thiết kế và nó sẽ có ý nghĩa đàng hoàng, chứ không giống cái kia. Giống cái kia là mình không biết nó là cụm chữ gì, nó có ý nghĩa gì, còn cái này thì nó có ý nghĩa. Đấy. Cái bài này nó sẽ rèn luyện khả năng các bạn tạo hình chữ, sắp xếp chữ liên kết với nhau chặt chẽ, lựa chọn kiểu chữ và sắp xếp bố cục. Đấy, nó sẽ rèn luyện cho bạn cái tư duy đấy. Các bạn sẽ chọn một câu văn, một đoạn châm ngôn, một quan điểm, một lời bài hát vào đó và bằng tiếng Việt. Sau đó các bạn thể hiện cái ngữ chữ trong một cái bố cục. Bố cục nó có thể là một hình chữ nhật, ý là hình chữ nhật ở đây có nghĩa là sắp xếp mà trong một cái kích thước, ví dụ như A4 chẳng thì em có thể chèn thêm hình ảnh hoặc họa tiết thì tùy em. Cái bài này nó có đặc thù là ngay kể cả các bạn vẽ tay cũng được. Rồi có nhiều bạn dùng máy nhưng có nhiều bạn vẽ tay cũng vẫn được. Nó sẽ có rất nhiều các hình thức mà khi làm thì cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Đấy. Một cái loại bài nữa, bài tập sáng tạo. Cái bài này nó sẽ khơi gợi cái tư duy sáng tạo cho các bạn. Các bạn có thể làm tĩnh hoạt động. Đó. Và sẽ tùy vào từng với mỗi một
một bạn mà có thể lựa chọn những hình thức khác nhau. Nó có nhiều hình thức. Bài cuối cùng là bài tập ứng dụng. Thì cái bài này ấy, rèn luyện cho các bạn cái khả năng là ok, sau khi các bạn đã làm rất nhiều các hình thức khác nhau thì các bạn phải biết ứng dụng chữ trên một cái sản phẩm cụ thể. Và các bạn phải làm một bài tĩnh hoặc một bài ứng dụng động. Bài ứng dụng động thì không nhất thiết là phải một cái sản phẩm rồi nó kinh khủng đâu. Nó có thể là một cái poster động hoặc nó có thể là một cái intro logo đều được hết. Thì bài đầu tiên các bạn làm cho cô hôm nay đấy là bài cụ chữ vô nghĩa. Bài này ấy, thì các bạn sẽ sử dụng tên của mình, sử dụng tên của mình hoặc ngày tháng năm sinh thêm vào để các bạn tạo bố cục chữ vô nghĩa. Các bạn lựa chọn một trong cái tên của mình sử dụng một nhóm nào đấy làm nhóm chính để đặt nó ở một cái vị trí, ví dụ như là tỷ lệ 1 phần 3 đúng không? Đấy, sắp xếp bố cục. Thì kiếp này và kiếp sau việc của các bạn là sẽ ngồi làm cho cô cái bố cục đó. Thực ra ấy, em chỉ cần lựa chọn một cái kiểu chữ xong là em có thể là kéo phóng to thu nhỏ các kiểu để sắp xếp bố cục thôi. Thì kiếp này sẽ ngồi làm bố cục đấy để kiếp sau cô sửa cái bố cục cho, chưa cần đổ màu nhá. Chỉ cần bố cục đã, đầu tiên là bố cục đã. Các bạn nghe rõ không ạ? Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ ngồi làm bố cục cho cô. Các bạn chụp cho cô cái này này. Chưa đến phần phối màu, bao giờ sang phần phối màu cô sẽ lại nhắc các bạn về mặt phối màu. Cô có thể sẽ bật lại cho các bạn nhớ những cái nội dung đấy. Còn bây giờ cứ xây dựng bố cục đã. Cô ơi, cô ơi, Đúng rồi cô cho em hỏi là dùng tên của mình thì có nhất thiết phải dùng tên thật hay là dùng tên biệt danh có được không ạ? đấy. Biệt danh cũng được. Biệt Vâng danh ạ, cũng được. Đúng. vâng ạ. Không nhất thiết là em phải ghi hẳn cái tên của mình rõ ra đâu. Làm sao người ta cảm nhận được cái tên của mình được? Bởi bài này bản chất nó là bài bố cục chữ vô nghĩa, mà không cô lấy dùng tên để cho các bạn kiểu nói chung là không không sao chép nhau này, rồi thì nó có một cái gì đấy dấu ấn riêng của cá nhân này.